Hi, xin chào đại gia đình, chào buổi tối. Thì hiện tại là em đang có mặt ở đường Hoa Xuân Cần Thơ. Thì ở đây là thuộc thành phố Cần Thơ đại gia đình. Hôm nay là ở đây người ta chuẩn bị khai trương ha, cái đường Hoa Xuân này. Đó, thì hôm nay làm cũng là buổi làm lễ khai mạc đó đại gia đình. Ở đây có rất là nhiều người đang đứng ở ngoài để ship hàng ha, để được vô. Không biết chừng nào mới cho vô. Rất là đông luôn đó đại gia đình. Quá trời đông luôn. Hôm nay là ngày 27 tháng chạp. Nhìn bà con ở ngoài đứng xung quanh nhìn. Thử đây là cũng nghe nói là đường hoa lớn nhất miền Tây luôn á đại gia đình. Trang trí rất là đẹp bắt mắt ha. Thật ra là có con trâu nè, linh vật nè, hôm nay ha, lắc cái đầu luôn, cái đầu đung đưa luôn á. Rồi những cái bông lúa rất là đẹp, rất là to ha. Bên kia là xe của đài truyền hình thành phố Cần Thơ. Khu vực này rất là đông. Bên đây phía trước bên đây là khu vực khai và kiểm tra y tế ha. Giờ đây mình sẽ sát khuẩn rồi người ta sẽ đo thân nhiệt mình. Quá trời đông luôn. Em thì chiều đi qua đây hồi sớm ha. Rồi người ta có thông báo là khoảng 7-8 giờ mới cho khách vô tham quan ha. Hiện tại bây giờ cũng tầm 7 giờ rưỡi hơn. Đang dựng cái gì lên đây nè. Quá trời đông luôn. Chừng nào mới được vô vậy chị? Chừng nào mới được vô? Chừng nào lãnh đạo vậy hả? À lãnh đạo còn vô đó. Đưa cho mấy ông chạy ra đi. Chuyển mưa quá trời chuyển mưa. Đây hôi hết trơn. À, mưa đó là xong rồi. Đạo ra chưa? Rồi. Kìa lãnh đạo ra kìa. Đạo ra kìa. Mới có hai người à, còn nhiều. Đây chậm cho mẹ. Để xuống đi chơi đi. Okay.
chào lãnh đạo nè. Chào ẩm à. Nha mẹ cầm giùm cha đi. Mẹ cầm cái này giùm cha ra. Rồi chào ẩm bé. Cho bé quay phim nha. Bé cầm bé quay phim cho cha nha. Nè bé cầm đây. Cầm cho cha quay phim đi. Cầm đây. Rồi. Cầm nó dựng vô. Cầm quay cho cha nè. Chụp hình luôn đẹp nữa. Rồi cầm đây. Dừng đó nghe. Dừng chi? Để lại luôn nghe. Coi. Dừng đi. Gì lâu lắm ghê. Châu nó quay lồn được đó. Đúng rồi, đầu lắc lắc luôn ha. Rồi chụp hình lại đi, trời. Biết như người đại người. Tại mình là dân thường thôi. Đúng rồi. Dân ngu chu đen à. Nói đừng. Cái thằng này có đội nó quay. Để vô. Để vô cái gì chứ. Đi vô. Cái bực mình cũng ghê luôn á. Cam mà nói trời. Mười giờ chưa cho vô đi dạy cao gót mà đi chậm.
đây gì đợi quá trời. Đứng tới 10 giờ phải về tới ngủ luôn. Con mấy má đứng chụp nha, con nằm ở Sabo á. Cái gì trời? Hoài trời. Thà nói mấy giờ được vô đi. Thấy kỳ cục quá trời quá đất trời. Có con nít nữa, nít nó phải đợi vậy nè. Cái đó không? Ôm nè. Về nè, về nữa. Má biết gì, khỏi đi luôn. Không. Tưởng đâu đi qua nó thay mặt xong rồi. Đấy nha. Đi đợi chó thịt xương. Ừ. Qua đây. Ủa rồi đó. Đi cái mẹ chứ. Chi thấy nhiều người ta chạy vô người ta hoành ra quá trời. Để đâu rồi, con cháu ơi, họ vô cho con cháu. Tốn 10 ngàn giữ xe rồi nhưng không đi vô được, coi đừng mong đi về. Tắt luôn rồi.